Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Auto Hải Dương. Hôm nay thì trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con Zalo cassette hàng tồn kho được đến từ tập đoàn Latinda. Và con này thì là một trong những con chưa có sử dụng và nó là một trong những con rất nhiều các bác săn tìm. Hôm nay thì là một ngày cuối tuần, cũng chúc các bác sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Đây, xin giới thiệu các bác và anh em, thì trước mắt các bác và anh em ở đây là một những con đang muốn giới thiệu các bác, con là con Latinda Palasolic, con đèn là ZX5060. Như con này đã nói thì con này là hàng tồn kho, chưa có sử dụng. Chính vì vậy mà tất cả các cái chi tiết của nó còn mới tinh hết các bác nhé. Và cũng là một trong những cái điều khá là ngược trong vấn đề là test các cái máy ở đây, là tôi sẽ xin phép được tháo cho các bác xem cái phần ruột gan trước khi test, có được không ạ? Hay là tôi phải test xong rồi mới tháo cho các bác? Ok, tôi xin phép được làm cái vấn đề ngược một chút xíu nhé. Là tôi sẽ test bằng cách là tôi tháo ruột gan để cho các bác xem trước. Cái này thì cơ bản là tôi cũng đã tháo cơ bản ốc rồi, và tôi để lại duy nhất có hai con ốc thôi. Chính vì vậy tôi sẽ tháo rất là nhanh thôi, để cho các bác xem như thế nào là hàng tồn kho và như thế nào là hàng chưa có sử dụng. Con này là một trong những con rất nhiều các bác đang săn tìm, bởi vì nó là một trong dòng khá là gọn gàng và cái tố chất âm thanh nó rất là hay. Đây, tôi xin phép được tháo rất là nhanh, bởi vì em này tôi đã tháo hết ốc rồi, còn duy nhất có hai con ốc thôi. Còn có hai con ốc duy nhất các bác nhé. Các cái dòng này thì rất là hiếm khi có những cái hàng tồn kho các bác nhé, ít lắm, bởi vì nó ra quá lâu rồi. Những con này ra thập niên cuối 70 đầu 80 các bác nhé. Đây, đã tháo hai ốc ra là coi như đã tháo xong các bác nhé, rất đơn giản thôi. Tôi xin phép được tháo các bác thân nhanh thôi. Những cái sản phẩm mà hàng tồn kho thì ở trung tâm cũng thỉnh thoảng có về, nó không phải là quá nhiều nhưng vẫn thỉnh thoảng có về các bác nhé. Đây, xin phép được tháo các bác xem luôn. Đó, tôi đã tháo sẵn ốc hết rồi, thì cái quá trình tháo ra rất là nhanh các bác nhé. Đây, sản phẩm đã được tháo rồi các bác này. Đây, tôi sẽ cho các bác xem một cái con sản xuất ở thập niên cuối 70 đầu 80 nhưng nó lại là hàng tồn kho chưa sử dụng các bác nhé. Đây rồi, trước mắt các bác thì đây là một cái em được sản xuất ở thập niên 1977-78, và em này thì lại chưa sử dụng. Đây, tôi sẽ cho các bác chi tiết thấy ngay, rất là đơn giản thôi. Đây, đầu tiên các bác có thể nhìn thấy chi tiết về máy đấy ạ. Máy rất mới đúng không ạ? Máy chưa sử dụng mà. Cho nên em này thì tất cả tôi rất hài lòng là con này nó chưa có mở ra hay chưa có ra ngoài không khí, nên là nó không có bị bụi vào và nó không bị lão hóa cái gì các bác nhé. Tất cả từ dây cơ doa minh tì còn nguyên hết, không lão hóa luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy đơn giản nhất cái đầu từ này. Đó, cái đầu từ nó còn mới cong này, tức là hàng chưa sử dụng các bác nhá, chưa có tí nào mòn luôn. Đó, đầu từ mới tinh, các bác thấy không? Không một tí vết nào luôn, rất mới luôn. Và chỉ có những cái bẩn này chắc là. Bẩn của cái giấy các bác nhá. Mới tinh luôn. Đấy. Bánh tì các bác nhìn tinh này, chưa có tí gì luôn nha. Và đây các phần máy này các bác nhìn tinh này. Đây, sắt xi của nó này. Đấy, sáng bóng soi gương mới tinh. Cơ đây ạ. Đấy. Đây phần máy nó đây. Và các cái phần loa này các bác này. Đó. Bởi vì em này là tồn kho mà, chưa có sử dụng. Phần rất mới, không có cái gì gọi là có cái dấu hiệu của sử dụng các bác nhá. Nó là điều rất hiếm luôn. Tất cả các hệ thống nút của nó thì thôi rồi luôn, nút thì mới rồi, mới tinh rồi.
Đó các bác thấy không? Hàng tồn kho chưa sử dụng. Đây này, nó không có bụi các bác thấy không? Gần như không có bụi trong kho trong máy luôn. Mặc dù em đã trải qua rất nhiều chục năm rồi. Con này là hoàn toàn là không phải bảo dưỡng các bác nhá. Bởi vì hàng tồn kho nó lại chưa có sử dụng cho nên là gần như không phải bảo dưỡng luôn. Đó, tôi đã tháo máy các bác xem rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn tinh từ cái rắc này. Nó mới này. Đấy. Tinh. Ok, xin phép được đóng trả lại để test cho các bác cái phần âm thanh của nó để các bác có thể trải nghiệm cách thực tế nhất của nó có thể luôn. Con này tháo ra rất là dễ thôi. Nó thì có rất là nhiều ốc mà tôi đã tháo hết rồi, chỉ để lại có hai ốc duy nhất để test cho các bác cho nó nhanh. Và lắp vào thì tôi cũng xin phép được lắp gá qua hai con ốc thôi để test cho các bác cho nó và mất thời gian của các bác. Và trước khi test âm thanh thì tôi cũng xin phép được quay lại tổng thể toàn phần máy để cho các bác xem lại chi tiết xem những em này chưa sử dụng thì nó như thế nào. Ok các bác, đây tôi tạm thời là đã bắt ốc vào rồi. Đây các bác có thể nhìn tinh đây, toàn bộ máy của nó đây, các bác nhìn tinh chưa, mới tinh luôn. Phím nút thì đương nhiên là mới tinh rồi, mới tinh như tinh rồi, không có lướt nút sờ rồi. Đấy, tất cả các hệ thống tay cầm rồi phần mặt nhôm các bác nhìn này, không tì vết luôn. Đấy. Đây tất cả từ cái ổ này là mới tinh hết của nó các bác nhé, bởi vì em này không đưa ra ngoài không khí chính vì vậy là không bị bụi. Đây các bác thấy không, mới tinh hết luôn toàn phần. Đây phía sau các bác này toàn bộ là mới tinh, chữ nghĩa còn mới tinh luôn. Tôi cũng rất nhẹ nhàng, các bác yên tâm là tôi rất cẩn thận nhẹ nhàng, tôi có để nhẹ nhàng để trên lớp giấy thôi, không mà để có vấn đề để nó có thể xước được các bác nhé. Đây và đây là số sơ di sản phẩm các bác này, 2480 các bác nhá, 2480 đó sơ di sản phẩm. Các bác có thể thấy không, rất là mới, có điều quay thật sát thật sạt thì có nhìn thấy vài hạt cát nhỏ thôi. Đấy. Chỉ còn cái này nó không có bụi. Đó. Và đây là model sản phẩm các bác nha. Giấy 50603 Tintapan nhé. Cái này còn nguyên cái lớp ni lông các bác này. Đấy, còn lớp ni lông này. Nó mới đến một độ thế này, nguyên lớp ni lông. Ok, sản phẩm thì đã được quay khá là chi tiết rồi các bác nha. Tôi xin phép được test chức năng. Em này thì còn nguyên cả các cái giấy tờ hướng dẫn, phiếu bảo hành, thế rồi các cái phần xốp nó đều hết các bác nhé, không bị thiếu cái gì đâu. Đây tôi sẽ test được test tính năng cho các bác luôn. Em này thì được cái là cái âm thanh nó rất là hay các bác nhé, âm thanh nó rất là hay. Con này có lại lay in out các bác nhé, có cả lay in, có cả lay out luôn. Đây, đây giai điệu các bác này. Hàng thương mại cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân trên thị trường. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tiềm năng của từng dự án và loại hình phân khúc bất động sản như bất động sản nhà ở phù hợp. Đẹp em các bác nhá. 2023 này thì chúng tôi lựa chọn cái khẩu hiệu tiết kiệm điện thành thói quen, thì đây cũng là cái em đã phun 108 rồi các bác nhá. Giải thơ có 7 tác phẩm của 16/20 câu lạc bộ thơ thành viên trong tỉnh gửi về tham dự. Các tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, phản ánh những tôi vẫn vững ngày 27 tháng 3 là tìm đến nhau để kể cho nhau những câu chuyện trong năm qua. Và không như nào gọi là không thể tập được ấy, mà không biết cách để tập mà cũng mình tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất là cái tên quen thuộc với nhiều người dân xứ Nghệ khi ông đã có thời gian dài tuổi trẻ với rất nhiều kỷ niệm đẹp ở mảnh đất Thành Vinh.
với ông, xứ Nghệ là quê hương thứ hai của ông, nơi mà mỗi ngọn núi, con sông, mái trường đều gắn với ký ức tuổi thơ được ông gói ghém gửi vào âm nhạc. Lê Thông Nhất đã viết nhiều ca khúc mang màu sắc riêng về tình yêu quê hương xứ Nghệ, về những tại phòng trưng bày hiện vật quan họ xưa và nay của câu lạc bộ. Cái điều mà chúng ta sẽ thấy đặt ra cho thành phố Hồ Chí Minh cần phải giải quyết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc cũng chia sẻ vừa rồi, 35% giáo viên cảm thấy yên tâm với nghề. Con số này nó xảy ra từ 10 năm trước. Và qua những cái... Ok, FM đây là Phương 48 các bác nha. Tính tỏa của chợ tình này đã sâu rộng đến đồng bào mọi nơi. Rất nhiều các dân tộc, thậm chí kể cả đồng bào ở các tỉnh khác cũng đến đây cầu mong. Ngoài cái chuyện tình cảm thì tôi nghĩ là... Do cái vấn đề của trên cái địa chính trị của thế giới thì cái những cái... Đó là cái phần radio các bác nhá, radio chạy bình thường hết. Tôi sẽ test các bác phần cassette các bác nhá. Cassette ở đây ạ. Các bác nhìn không, cái phím nút của nó như thế này. Đây các bác này, tôi sẽ thử cái phần cassette các bác luôn này. Ông cô mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ ngàn nàng, bước nhà thơm đại khách họ. Con này tiếng rất là to, rất là hay các bác nha. Hàng cô bác đều khen. Chạy bình thường hết các bác này. Tôi đi tôi lại này, con này cơ của nó thì tuyệt vời rồi. Cái này đặt rồi đóng cái đá. Không tí mét chạy hết các bác nha. Đây này, còn mét chạy nguyên hết luôn này. Cái này thì tất cả là các cái cỏ nó đảo mạch nhất. Tôi chưa có bảo dưỡng và tôi cũng xin phép là sẽ sau khi quay video xong tôi sẽ bảo dưỡng các bác luôn. Phần thêm cái phần đó. Con này thì cỏ nó sẽ tốt là sẽ tốt bằng cần các bác nhé. Xếp tốt bằng cần. Đây, để tôi thử một đoạn băng xếp tốt bằng cần, các bác sẽ thấy ngay này. Không biết cái chức năng xếp tốt bằng cần thì thường thường là nó cũng sẽ không bao giờ nhạy bằng các cái đời sau này. Đây, là xếp tốt bằng cần các bác nhé. Đây, thử một tí băng thôi. Chứ không phải xếp tốt bằng dạng cam như một số các cái đời cao. Con này đời rất là lâu rồi. Nó ra ở thập niên cuối 70, đầu 80 các bác. Các bác nhìn tính hết này. Hết nha. Đấy. Ok, vẫn tốt, thế là tính là cơ vẫn tốt các bác nha. Ok, thì đó là cái phần radio và cassette của nó các bác nhá. Em này thì là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Bởi vì con này của nó còn full đầy đủ hết. Đây các bác nhìn tinh này, sách hướng dẫn của nó còn nguyên hết đây này. Toàn bộ sách hướng dẫn của nó đây này. Chi tiết của đài. Đấy, thế rồi phiếu bảo hành của nó còn này các bác này. Đây. Phiếu bảo hành của nó đây. Chi tiết phiếu bảo hành của nó này. 5060 các bác nhé. Đây. Còn rất là chi tiết luôn. Đó. Tất cả các cái thông tin bảo hành của nó còn hết đủ luôn các bác nhé. Ok, em này là một trong những em rất xứng đáng để có bác sưu tầm. Thì bác nào mà quan tâm đến những cái dòng độc hiếm và nhất là những cái hàng tồn kho chưa có sử dụng, chưa qua sử dụng như thế này thì các bác vui lòng liên hệ sớm nhé. Tất cả những cái con đã quay các bác thì đều có quay số sơ gì. Để tránh tình trạng là các bác không phải lo là mình mua con này thì lại lấy con khác các bác nhé. Đấy là cái điều rất yên tâm luôn. Và con này là một trong những con hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Đấy, chính vì vậy là cái chất lượng của nó còn mới được là đến 99% các bác nhé. Và cái chất lượng của nó còn đảm bảo được tối đa. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Bác nào quan tâm đến sản phẩm thì các bác liên hệ sớm nhé. Xin chào các bác nhé. Tạm biệt các bác ạ.